Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại Ria kia mình. Và ngày hôm nay thì bên Ghana Free Fire đã cho trở lại đó là AK rồng xanh. Đấy, triệu hồi AK rồng xanh. Đấy, tại lý do vì sao bên Ghana họ cho quay trở lại khẩu rồng xanh này thì tôi cũng không biết. Nhưng tôi nghĩ là do là đợt tới họ sẽ chuẩn bị bán ra một số skin AK khác nên họ muốn bán nốt khẩu rồng xanh hay chăng. Bởi vì thậm chí ở thời điểm hiện tại ngay cả khẩu mãng xà ở trong cái vòng quay mãng xà nó chưa hết hạn nữa mà bên Ghana đã ra tiếp quả vòng quay rồng xanh này. Đấy, kiểu như là bây giờ có bao nhiêu súng nâng cấp bán hết. Đấy, tại vì đợt tới chúng ta sẽ có một khẩu súng nâng cấp nữa, đó là khẩu XM8. Đấy, sau chúng ta sẽ có một khẩu súng trường là khẩu XM8 nâng cấp, nên có thể là bên Ghana nào đang muốn là ai mà mua rồng xanh thì mua nốt đi. Đấy, để đợt tới để dành tiền mà mua đó là XM8 nâng cấp. Tại vì theo thông tin tôi biết thì khẩu XM8 nâng cấp nó sẽ khá mạnh. Đấy, ok. Thì ở đây chúng ta tôi cũng sẽ test thử lại xem tỷ lệ nó có ngon hơn hay không. Đấy, xem là có mở phát ra luôn hay không. Từ đêm qua thấy một số ông mở 9 kim cương ra là AK dùng xanh rồi. Đấy, mà mình mở nhân phẩm nó vẫn cứ gọi là thấp anh em ạ. Và mình mở nhân phẩm nó cứ gọi là tồi tàn. Đấy, mình mở nhân phẩm nó lại không ra gì. Đấy, buồn lắm, buồn lắm. Đấy, toang hẳn. Đấy, bó tay.com.vn luôn. Đấy, không ra gì luôn. Đấy, anh em thấy không? Và nhân phẩm nó gọi là quá thấp luôn. Thôi, mốc cuối mình không mở. Và mở mốc cuối sẽ 499. Như vậy là toàn bộ cái vòng quay này nó khoảng 1.300 kim cương nha anh em nhé. Khoảng 1.300-1.400 kim cương. Đấy, để cho anh em biết được cái giá của khẩu AK dòng xanh ở thời điểm hiện tại. Đấy, hôm nay bên Ghana có quảng cáo skin súng độc quyền đầu tiên AWM thần lực. Cái này thì mình thấy một số server khác họ đã ra rồi, nhưng mà chưa thấy server Việt Nam ra. Thì không biết là hôm nay server Việt Nam có ra cái sự kiện này vào ngày hôm nay hay không. Thì có lẽ chúng ta cũng sẽ chờ đến tầm trưa nay thì cũng có thể bên Ghana sẽ mở. Đấy, thì cái khẩu này ý, thì nó chả khác gì khẩu báo đốm cả. Đấy, cũng là hai sát thương, một tốc độ thay đạn và giảm một băng đạn. Thì thực tế là với khẩu AWM này ý, thì các bạn nào có khẩu báo đốm rồi không cần mua cũng được, tại vì một tốc độ thay đạn nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái khẩu AWM này cả. Đấy, nếu mà khẩu này mà tăng một sát thương, à hai sát thương, đấy, một tầm xa hoặc là hai sát thương một xuyên giáp thì nó sẽ ối rồi ôi luôn. Đấy, mà nhiều bạn bảo là trông cái khẩu ấy nhìn trông giống khẩu shotgun. Đấy, nhìn trông giống khẩu shotgun, trông nó không giống khẩu AWM lắm. Thì cái này thiết kế bên Ghana chịu thôi anh em. Đấy, hôm nay chúng ta đã đăng nhập đủ 9 ngày nhận được quả lựu huyền vũ rồi. Đấy, và ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái sự kiện, đấy là trận đôi công. Đấy, và ở đây chúng ta sẽ nhận được đó là cái huy hiệu đôi công trắng. Đấy, huy hiệu cái huy hiệu này nó là hình cái bàn arcade, tức là cái bàn điều khiển mà chơi game ấy. Đấy, thì có nhiều bạn sẽ thắc mắc là cái huy hiệu để làm gì. Thì cái huy hiệu này ấy, khi mà chúng ta chơi 5 phút chúng ta sẽ nhận được 10 huy hiệu. Không biết là bên Ghana Free Fire có cho cái huy hiệu rơi ra sau mỗi trận đấu hay không. Đấy, nhưng mà cái huy hiệu này ấy, thì nó sẽ sử dụng để đổi quà trong cái sự kiện Street Fighter sắp tới. Đấy, thì sự kiện Street Fighter chính thức của chúng ta nó sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 7. Nó là cái sự kiện mà gọi là thể kết hợp giữa Free Fire như là game Street Fighter 5. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là có từ ngày 2 ngày 18 thì chúng ta sẽ có thể rơi ra cái huy hiệu trắng. Và huy hiệu trắng này tôi nghĩ là có thể đổi được một số đồ miễn phí. Thế này thì đây là cái lịch sự kiện mà của bên server Ấn Độ, còn không biết là bên server Việt Nam này chính xác còn sẽ như nào. Ngoài ra chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái áo phông, một cái ván lướt, một cái chảo free, một cái skin con C3 free. Nhưng mà skin con C3 này chắc là sẽ đổi bằng cái huy hiệu màu cam, còn cái huy hiệu trắng này nó sẽ sử dụng để đổi một số những cái quà ở trên mục ở trên. Đấy, ngoài ra chúng ta sẽ nhận được đó là cái ba lô Ryu miễn phí. Đấy, thì nói chung là đồ lần này thì đa số đồ đều sẽ mất tiền. Ví dụ như là hai cái skin súng MP5 như AWM của cái sự kiện Street Fighter đều sẽ mất tiền. Hai bộ đồ đó là bộ đồ Chun-Li, bộ đồ Chun-Li, bộ đồ Ryu. Thì bộ đồ Chun-Li tôi đã có hé lộ cho anh em rồi. Đấy, bộ đồ Chun-Li tôi đã có hé lộ cho anh em, tôi đã có test cho anh em luôn vào hôm qua rồi. Đấy, ok, và trèo này thôi. Chính là cái bộ đồ ở trong thẻ vũ cực này khá đẹp nhá. Anh em thấy cái bộ đồ trong thẻ vũ cực này khá đẹp không? Đấy, bộ đồ nam lần này nó có cái quả tóc cũng như là quả áo truy nã trông khá xịn xò con bò. Vâng, mấy thằng địch đâu nhỉ? Vâng, sao team mình lên đây đứng chơi hết này? Bó tay.com. Đấy, để anh em để tôi. Vâng, anh em để tôi. À đây rồi. Ôi trời ơi. Ôi nó tràn lên, là nó tràn lên. Đấy, cho mày quả lựu. Các bạn chưa biết Thành ném lựu đúng không? Cho mày quả lựu cho nó tươi. Đứng ở đấy à? Đứng ở đấy à? Cho chúng mày quả lựu đấy, cho chúng mày quả lựu. Ui xôi ơi. Và quát ra kin luôn. Và làm phát bốn nháy luôn. Nói gì đi anh em? Đấy, người ta gọi là câu đây, người ta gọi là lừa đây. Anh em thấy cú lừa kinh không?
Đấy, đóng ngay quả AK rồng. Đấy, anh em thấy quả ném lựu tôi nó ối rồi ôi không? Đấy, ném lựu nó phải như thế, ném lựu nó phải gọi là đỉnh của chóp anh em ạ. Đấy, ai mà ném lựu như mình thì game nó chuyển thành game free free ném lựu rồi. Ai mà ném lựu như mình thì nó chuyển sang gọi là game ném lựu rồi, chứ không phải là game gọi là bắn nhau đâu anh em ạ. Đấy, nào, lên thôi các thanh niên. Đấy, đẩy lên và tầm này ngại gì va chạm nữa. Đẩy lên nào các bạn ơi. À, đẩy lên và quẩy lên. À, đồng đội mình đâu hết rồi. Rồi, đây rồi, giết hết. Ui, đông này. Ui, tôi xong rồi. Ok, đồng đội mình đâu hết rồi nhỉ? Ok. Sao đồng đội mình lại đứng nấp hết ở nhà đấy kia? Ok. Đùa. Này, anh em nhìn thấy đồng đội tôi không? Vâng, chả hiểu kiểu gì luôn. Vâng, mấy cái thằng này chơi chán nhỉ? Vâng, bách quay xe rồi Weibo Sài Gòn rồi cái gì đây, tóc dài hay là tóc dài tóc ngắn gì đấy, đùa chán thật đấy. Và bó tay .com.vn đấy, và bó tay luôn đấy, chịu đấy, và bó tay luôn, thề chả hiểu kiểu gì luôn đấy, chả hiểu team kiểu gì anh em ạ. Ôi bắn nhau này, và bắn nhau căng đét này. Thế bây giờ còn mỗi bao không? Ơi, một cân bốn à? Vâng, ui, vâng, địch kìa, địch làm gì nhá? Vâng, mấy ông địch ngáo thật đấy. Vâng, thế một cân bốn thật à? Vãi cả trưởng, vâng, ông tóc dài một cân bốn luôn anh em ạ. Bó tay, vâng, một cân ba rồi. Vâng, cân ba, cân bốn là chuyện bình thường rồi. Ơ kìa, thế có một thằng địch chết ngoài bo kìa. Vâng, bó tay, team địch ngáo hẳn rồi. Vâng, team địch ngáo hẳn rồi. Team mình ngáo, team địch còn ngáo hơn anh em ạ. Vâng, lần đầu tiên chơi trận đấu mà cả hai team đều có sự ngáo nhất định. Bó tay đấy, thật sự đấy. Vâng, bó tay .com luôn. Chưa bao giờ chơi trận đấu nào mà có nhiều người ngáo như trận đấu này. Bó tay, đấy, ông thêm ông Weibo Sài Gòn cứ lượn ra đây nữa. Chả hiểu rank bạch kim kiểu gì. Vâng, rank bạch kim này nó cũng chỉ là bạch kim pha kè anh em ạ. Bạch kim này bạch kim fake rồi. Bó tay luôn ấy, đùa, chả hiểu kiểu gì. Vâng, chả hiểu kiểu gì luôn. Bó tay thật sự. À, đẩy lên thôi anh em. Đẩy lên đi nào anh em. Ok, đẩy lên đi, trời ơi. Chịu rồi, vâng. Đồng đội này vẫn đang dẫn 2-0 được, chịu đấy. Vâng, may nhờ quả ném lựu mình game 1. Đấy, còn không thì quả đồng đội này ối giời ơi quá anh em ạ. Đấy, ông bách quay xe lại chết. Đấy, vừa ra phát bách quay xe mà địch có không. Ok, đau sờ cao. Vâng, quá đau đội bắn rau. Đấy, mày bắn đau quá đấy. Bắn đau quá đấy, ok. Và cho tôi mua mỗi 2 quả lựu và cho mày quả lựu đấy. Cho mày quả lựu hay quá, đồng đội mình thi đấu hợp lý. À, cho mày quả lựu luôn. Đấy, ôi đồng đội tôi thi đấu hay anh em ạ. Ây da chà. Ui tôi xong rồi, nó lại parafang, nó phang ở mồm mình rồi. Toang, cố lên Weibo Sài Gòn ơi. Không hiểu ông Weibo Sài Gòn cứ nói gì luôn. Đấy, tôi phải tắt mic các bạn biết là sao không? Tại vì có nhiều bạn ý chơi, bạn gặp tôi ấy, tôi đang thu âm ở clip ấy, nên bạn ấy cứ chửi bậy. Đấy, có nhiều ông chơi xong rồi gặp mình trong trận ông cứ chửi bậy. Kiểu nghĩ là bây giờ mình chửi bậy xong rồi mình được lên clip của ông Riaki Minh ấy. Đấy, mình được lên clip của thằng review có tâm, thằng streamer gà nhất Việt Nam mà mình cứ chửi bậy cho sướng mồm rồi. Đấy, nhiều ông cứ lên xong rồi thấy có tôi, gặp tôi ở trong trận cứ chửi vậy. Đấy, thứ nhất là nó làm cho tôi thi đấu nó không được tập trung. Thứ hai là nó rất là ảnh hưởng những người chơi khác. Thứ ba là nó sẽ, nếu mà thu vào clip ấy thì nó lên YouTube, thì nếu mà chửi bậy thì sẽ bị phạt. Đấy, nhiều ông cứ lên nói bậy, ảo thật đấy. Đấy, một là kiểu hú hét kiểu như là ui thấy thằng Riaki này giống kiểu vật thể lạ anh em ạ. Đấy, hai là hú hét, xong rồi có một loại người nữa là cứ thấy gặp tôi trong trận đấu là bật nhạc anh em ạ. Và đấy, bật nhạc để cho nghĩ là thằng ấy chắc là đang stream trên YouTube thì mình bật nhạc để cho nó bị dính bản quyền. Đấy, cho nó bay kênh. Đấy, ảo lắm luôn. Đấy, ảo thật sự luôn. Nhiều ông tôi không hiểu là tại sao như thế luôn. Đấy, kiểu như là lúc nào muốn những cái điều xấu xảy ra với những người khác anh em ạ. Đấy, chịu thật luôn. Nó phải gọi là bó tay.com. Ơ kìa, chạy đâu ấy trèo lên nóc nhà. Vâng, trèo lên nóc nhà bắt con gà. Vâng, nằm ngay. Vâng, hai cháu rồi. Vâng, tôi phải nói với anh em là cái trình độ của mấy ông này cũng ngáo ngáo anh em ạ. Team địch cũng ngáo ngáo, team mình hơi ngáo ngáo, team địch cũng hơi ngáo ngáo. Thế mà thắng 4-0. Vâng, không hiểu sao mà thắng 4-0 luôn. Chắc là mình là MVP rồi. Vâng, chắc là mình là MVP chứ còn tầm này mình không MVP ai MVP nữa. Mình 7 kin thì phải. Đấy, 4 kin trận đầu với 3 kin trận cuối, 2 trận giữa không làm ăn là gì. Chịu đấy, và chịu thật sự. Đấy, ok con dê. Đấy, thì mình sẽ lấy được cái huy hiệu trắng. Huy hiệu trắng thì chúng ta chỉ cần chơi 5 phút là lấy được thôi. Nhưng mà hình như là sau trận đấu hình như nó không drop ra huy hiệu trắng hay phải.
Đấy, hình như là nó sẽ không drop, đúng là nó không rơi huy hiệu trắng rồi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, bạn đừng quên để lại mình một like và subscribe nhé. Và hy vọng là bên Nana sẽ sớm mở sự kiện đôi công cho chúng ta xem là huy hiệu trắng sẽ đổi được cái gì. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.